Xin chào bạn, lại là Tomato Hường đây. Chào mừng các bạn đến quảng cáo Facebook. Ở đây Hường sẽ chia sẻ 8 video chia sẻ căn bản về quảng cáo Facebook. 8 video này sẽ giúp cho các bạn hình dung về quảng cáo Facebook nè, rồi có những kiến thức căn bản. Sau cái 8 video này thì chúng ta có thể sẵn sàng để nghiên cứu những cái chiến lược quảng cáo chuyên sâu hơn, cũng như là có thể hình dung về quảng cáo Facebook để có thể quản lý nhân viên của mình, hoặc là chúng ta có thể tham gia vào các khóa học chuyên sâu. Nếu như mà chúng ta chưa có kiến thức nền tảng căn bản về quảng cáo Facebook thì đừng nên tham gia các khóa học chuyên sâu, các bạn sẽ không hiểu gì đâu. Nên là sử dụng 8 video này, các bạn cứ chạy quảng cáo đi, rồi sau có những kiến thức nền tảng đó thì chúng ta bắt đầu học những cái chương trình chuyên sâu, hoặc là chúng ta tự mình nghiên cứu những cái thứ chuyên sâu thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm hơn. Ok, 8 video này cũng đơn giản, nhẹ nhàng, dễ hiểu, và đừng bỏ sót video nào nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với video số 0. Đây là cả những cái nội dung mà Hường sẽ chia sẻ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy. Thì video này thì là video số 0, sẽ chia sẻ về cái khảo sát qua về quảng cáo. Trước tiên, nếu như các bạn chưa biết Hường, hãy kết bạn và follow Hường trên Facebook là facebook.com/tomatohường, hoặc đăng ký vào kênh YouTube Tomato Hường Official, tức là youtube.com/tomatohường, để cập nhật thêm những cái video chia sẻ về Internet Marketing khác. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng khảo sát một chút về Facebook. Bây giờ Hường sẽ khảo sát đầu tiên. Mình sẽ lên gõ một cái fanpage, mình coi thử họ làm gì trên đó nha. Ví dụ Hường sẽ gõ là Phạm Thành Long, đây là thầy của Hường. Nếu như ai đã biết fanpage thầy Phạm Thành Long mà chưa có hiểu rõ thì chúng ta khảo sát coi thử Thành Long làm gì trên đây nha. Thì chúng ta thấy là fanpage của thầy Long đã có là hơn 1 triệu người follow. Thì cả nhà có thể lên mình khảo sát page thầy Long, coi những cái bài viết nào hiệu quả, tại sao nó hiệu quả, để chúng ta học tập nha. Khi mà chúng ta chưa có một cái fanpage nào thì chúng ta nên học tập từ những người họ đã có kết quả tốt rồi, để chúng ta có thể khảo sát. Khảo sát chúng ta sẽ thấy những cái bài nào mà được share nhiều. Trên Facebook thì chúng ta hãy đề cập tới cái bài nào được share càng nhiều thì là càng tốt, càng hiệu quả. Nên là chúng ta hãy xem những cái bài có được share nhiều, ví dụ 269 share. Bài này có 14 share, bài này có 216 share. Rồi, chúng ta xem thử những cái bài nào có nhiều lượt share, chúng ta học tập tại sao nó có nhiều lượt share như thế, để chúng ta đưa nó lên fanpage của mình, đúng không? 78 share, 87 share. Ok, 151 càng về dưới thì Hường thấy lượt share nó càng nhiều đó cả nhà. Thì chúng ta sẽ khảo sát tại sao có nhiều lượt share, ví dụ 244 share. Này, chúng ta xem đây là một cái video ngắn. Rồi chúng ta xem thử những cái bài nào nữa, 428 share, thì có thể bài nào này nói về chủ đề bí mật thành công. Đấy, chúng ta có thể khảo sát những cái bay của những cái thầy của mình, hoặc là những cái bay của đối thủ. Ví dụ như mình đang quảng cáo mỹ phẩm thì chúng ta coi thử là mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam là cái gì, thì chúng ta khảo sát những cái bay đó, hoặc là chúng ta xem ví dụ như là mọi người có biết bay tên là Nguyễn Hiếu Yoga. Cái này cũng là học trò của thầy Long. Thôi mình bị mình dạo này học thầy Long nhiều quá nên là mình bị nhiễm đấy. Ví dụ Nguyễn Hiếu Yoga, mọi người xem đây là một người chị dạy yoga. Thì chúng ta lên đây, chúng ta coi thử những cái bài nào mà nó hiệu quả, những bài viết nào nó hiệu quả nha. 21 lượt share đúng không? Đây có 4 lượt share bài viết này, 319 lượt share. Đấy, tại sao nó lại nhiều share? Mọi người có thấy là cái bài này nó bao gồm cả hình và chữ và có cộng 3 hình ảnh nữa không? Xem nữa bài nào nhiều lượt share này. Bài này có chưa có lượt share này. Bài này 188 lượt share thì chia sẻ cái gì? Đấy, thì chúng ta sẽ xem. Ví dụ bài đây 543 lượt share. Thì mọi người thấy là đa số những cái bài lượt share nhiều nó sẽ là hình ảnh như thế này, cộng với chữ đúng không? Đấy, hình ảnh cộng với chữ như thế để cung cấp một cái thông điệp nào đó gửi cho đến khách hàng của chúng ta. Ví dụ như là khi mà khách hàng xem như thế này á, họ còn tới 8 ảnh nữa, họ không thể nào nhớ hết 8 cái thông điệp này, nên họ share về tường của họ để họ có thể xem thêm. Đấy, mọi người xem xuống, mọi người sẽ thấy nè, những cái bài, ví dụ bài này 3 lượt share thôi, khỏi xem. Đấy, 301 lượt share. Rồi mà những cái bài nhiều lượt share nhiều nè, 6.7 ngàn lượt xe. Tại sao nó lại tới 6.7 ngàn lượt xe? Thì mình xem tại sao. Thêm những cái video này nó có tiêu đề ở trên nè, tiêu đề ở dưới nè, tóm tắt, rồi những cái nội dung hữu ích. Đấy, mọi người xem thử tại sao nó là nhiều lượt xe như thế. Thì chúng ta học tập đấy. Trước mắt là học tập những cái bài viết có nhiều lượt xe. Trên Facebook chúng ta hãy tập trung viết những cái bài hay, có nhiều lượt xe. Những bài nào mà càng hữu ích cho khách hàng, càng nhiều lượt xe thì chi phí quảng cáo của chúng ta sẽ càng rẻ. Mọi người lưu ý ha, chi phí càng rẻ thì bài của chúng ta càng hữu ích, nội dung càng hữu ích. Nó có lượt share tự nhiên rồi thì quảng cáo nó sẽ trở nên rất là rẻ, và nó sẽ tự động share, và nó là một cái đòn bẩy để chúng ta viral cái video hoặc cái bài viết của mình. Đấy, mọi người lưu ý là lượt share càng nhiều càng tốt. Đấy, tiếp theo Hường muốn chia sẻ đến cả nhà, đó là chúng ta hãy khảo sát xem những cái
quảng cáo nào đang thực hiện bởi những cái bay này. Bây giờ mọi người hãy lên một cái link này, Hường sẽ để ở trong cái phần mô tả, hoặc là cả nhà cũng có thể lên ở facebook.com/library để chúng ta xem, hoặc là Hường có để cái link này ở phần mô tả. Khi mà chúng ta enter cái link này á thì chúng ta xem được những cái quảng cáo, ví dụ như mọi người có thể xem nè. Ví dụ mọi người có thể search là Phạm Thành Long, xem thử Thầy Long đã có những cái bài quảng cáo nào đúng không? Đấy, chúng ta gõ vào page Thầy Phạm Thành Long. Link này thì chúng ta giúp chúng ta là xem được toàn bộ những cái quảng cáo đã được thực hiện ở trên bay của đối thủ hoặc bay của cái người mà chúng ta muốn học tập. Ví dụ mọi người muốn gõ xem thử là Thầy Phạm Thành Long có những cái bài quảng cáo nào, mọi người có tò mò không? Thế ngoài cái việc mà boss bay thường xuyên thì chúng ta có những cái bài quảng cáo để chúng ta làm cho cái bay của chúng ta tiếp cận được nhiều người hơn, vô số, vô hạn những cái khách hàng của chúng ta. Có thể là quảng cáo trong cái nội bộ của một tỉnh thành, ví dụ như Sài Gòn hoặc Hà Nội, hoặc là các khu vực miền Bắc, hoặc là quảng cáo cả khu vực miền Nam, hoặc toàn bộ đất nước Việt Nam của mình. Hoặc là mọi người có thể quảng cáo tại qua Lào, Campuchia, thậm chí là người Việt Nam, các bạn có thể quảng cáo tại Mỹ. Thì ở những cái phần chạy quảng cáo chuyên sâu thì Hường sẽ hướng dẫn cái cách làm thế nào để ở Việt Nam của chúng ta sẽ đặt target tại Mỹ, chúng ta nhắm mục tiêu tại thị trường Mỹ để chúng ta bán các sản phẩm tại Mỹ, lấy sản phẩm bên Mỹ và bán chính các sản phẩm đó ở bên Mỹ luôn, để chúng ta có được cái thu nhập gọi là ngồi Việt Nam kiếm tiền Mỹ đấy. Thì ở những cái phần chuyên sâu thì Hường sẽ nói kỹ làm thế nào để chúng ta gật chúng ta có thể nhắm mục tiêu tại đó. Bởi vì là khi mà chúng ta quảng cáo tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ khác so với việc mà chúng ta quảng cáo tại Mỹ, nó sẽ có một số yếu tố khác, không phải là cứ tạo tài khoản như thế và chúng ta có thể nhắm được cái mục tiêu tại Mỹ đâu. Đấy, ok, thì bây giờ chúng ta xem thử, hãy cùng xem thử Thầy Phạm Thành Long đã có những cái bài quảng cáo này, chúng ta cùng soi. Ok, giây phút này là chúng ta đang soi nè. Đấy, thì bây giờ mọi người bấm vào cái chỗ RS thì chúng ta coi nè. Ví dụ như đây là thị trường Việt Nam. Nếu như mà mình soi mấy ông nước ngoài thì chúng ta hãy để là toàn bộ để coi những quốc gia khác luôn nha. Còn đây là Thầy Long đang quảng cáo tại thị trường Việt Nam, thì mình coi thử những quảng cáo nào. Đấy, Thầy Long có những quảng cáo như này nè cả nhà, bí mật hết, bí mật được phơi bày hết đây. Đấy, thì có những cái bài cao quảng cáo này. Đấy, mình sẽ coi những cái S của Thầy Long á. Nếu mà ông nào mà chạy quảng cáo cùng ngắt với Thầy Long thì chúng ta có thể tham khảo những cái bài viết của Thầy Long. Thầy Long là master của master rồi, nên là chúng ta có thể học tập. Đấy, đấy cả nhà để xem nha. Đấy, những cái bài cạo quảng cáo ấy, rồi sponsor đó là quảng cáo ấy. Hương để chế độ tiếng Anh, không biết là cả nhà để chế độ tiếng Việt. Nếu mà để chế độ tiếng Việt nó sẽ là lên là quảng cáo đó, cái chữ này sponsor đó là quảng cáo này. Đấy, thì Thầy Long quảng cáo những cái video này, có thể bấm vô xem coi thử quảng cáo nội dung này, chúng ta xem được cái nội dung luôn và xem được cái quảng cáo của Thầy Long luôn. Ok, chúng ta hãy cùng xem thử những người khác quảng cáo như thế nào. Ví dụ mọi người có tò mò những cái gì đó liên quan tới mỹ phẩm chẳng hạn, coi những cái bay mỹ phẩm nào đó. Ví dụ là mọi người đang tập trung vào thị trường mỹ phẩm, bấm ngay chỗ một cái bay nào đó, ví dụ như là bay này đây, coi thử nó có quảng cáo không. Bay này đấy, thấy không mọi người, bất kỳ một cái bay nào, hầu như những cái bay mà lớn họ đều quảng cáo, thì mọi người thấy những cái bay viết mềm mỹ phẩm họ quảng cáo như này đây. Đấy, nó bắt đầu quảng cáo từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 này, ID của quảng cáo nó như này. Nó hiện ra toàn bộ hết rồi cả nhà. Tại Facebook họ công khai luôn. Thì mình sẽ xem những cái bài nào mà hay á thì chúng ta sẽ học tập những cái bài viết quảng cáo để cùng cái ngách sản phẩm, hoặc là học từ đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như là Hường xem một cái bay của một người gọi là đây là Hường đang đến spa của chị này để chăm sóc da này. Nếu mà sau này á mặt Hường đẹp hay xấu thì cũng người liên hệ tới chị này. Bây giờ đây là cái gì nha khoa Anna thì phải. Nha khoa Anna. Đấy, mình bóc phốt đây. Đùa chứ. Đây, nhà của Anna là một cái chị mà làm Hường biết chị ấy và đang đi spa tại cái tiệm nha khoa của chị Anna. Thì mọi người thấy chị có quảng cáo không? OS đây, tất cả những quảng cáo đấy, thấy chưa? Thôi mời những nghệ sĩ lớn về quảng cáo cho mình luôn. Toàn bộ cái nội dung quảng cáo chúng ta có thể học tập. Nên là bây giờ mọi người đừng có lo lắng cái việc là không biết cái nội dung ra, không biết cái content của nó quảng cáo. Bây giờ mình thậm chí mình có thể search được những ông thầy của Hường. Ví dụ như là Hường có biết về Dan Lok chẳng hạn, có học của Dan Lok. Thì mình sẽ xem được ông quảng cáo cái gì. Tất cả mọi bài quảng cáo mọi người đều có thể xem trên đây. Đấy, thấy chưa? Những cái bài quảng cáo mà được chạy, ví dụ như những cái bài quảng cáo chạy năm này qua năm khác, thì mọi người sẽ thấy là nó hiệu quả, người ta mới chạy đúng không? Đấy, thì mọi người có thêm được toàn bộ những quảng cáo hiện tại. Và đối với Dan Lok á, thì mọi người không nên để chế độ Việt Nam đâu, để all đi. Bởi vì là Dan Lok không chỉ chạy quảng cáo tại Việt Nam, mà nhiều khi không chạy tại Việt Nam, chạy nhiều quốc gia khác, thì chúng ta để all như thế này. Tức là rất là nhiều quốc gia trên thế giới thì nó hiện ra nhiều cái quảng cáo cho mình coi hơn. Đấy, để chúng ta tham khảo.
những bài lặp đi lặp lại chị quảng cáo, người ta chạy lên rất là nhiều lượt follow như thế này rồi. Ok, nhưng mà ông thầy sáu múi của Hường là gì? Đây, đây là ông thầy sáu múi của Hường đây. Thì mọi người có thể xem nè, đấy mọi người xem nè. Rất là nhiều cái bài quảng cáo của ông lượt follow Instagram lên tới 10 triệu rồi mà cả nhà. Đấy. Rồi, bây giờ nếu như ông nào mà đang quảng cáo quảng bá các sản phẩm trên Clickbank đúng không? Đấy thì nhiều bạn đang quảng bá các sản phẩm trên Clickbank, còn nếu như bạn nào mà chưa có biết quảng cáo sản phẩm ở trên Clickbank thì đơn giản lên clickbank.com á, đăng ký một cái tài khoản. Nếu mà chưa biết đăng ký một cái tài khoản quảng cáo tài khoản kiếm tiền trên clickbank.com á thì mọi người lên cái kênh YouTube của Hường, tìm cái video là Clickbank là gì hoặc là hướng dẫn tạo tài khoản Clickbank thì lên đây clickbank.com chúng ta tạo một tài khoản. Sau khi tạo một tài khoản thì chúng ta sẽ đến tìm cái giao diện Marketplace, đây là giao diện này là nơi mà rất là nhiều sản phẩm. Ví dụ các bạn đang quảng bá các sản phẩm liên quan tới bệnh tiểu đường, đây là bệnh tiểu đường này, Diabetes Freedom, đây là một cái tài khoản Clickbank Hường mới tạo. Thì khi mà bán cái này thì trung bình chúng ta sẽ có 51.87 đô một đơn. Những cái sản phẩm ví dụ như về răng miệng chẳng hạn thì chúng ta sẽ có là một trung bình 106 đô một đơn đúng không? Nếu mà chúng ta muốn quảng bá cái sản phẩm này á thì chúng ta ôn lại chút xíu thôi, mấy giây thôi, thì chúng ta để cái ID Clickbank chúng ta generate hot link, bấm vào copy cái link này. Kể từ thời điểm này ai click vào cái link này mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu hoa hồng? Mọi người nhớ không? Nhận được 51.87 đô hoa hồng trung bình đấy. Thì chúng ta sẽ quảng bá cái link này. Nhiệm vụ của chúng ta là quảng bá cái link này đúng không? Chỉ cần ai đó click vào cái link hồi nãy á, mua hàng thì chúng ta sẽ có 51.87 đô hoa hồng. Chúng ta cũng không cần phải giao hàng, không cần phải chăm sóc khách hàng. Vậy thì ngại gì chúng ta không quảng bá đúng không? Hãy học chạy quảng cáo Facebook thật master, thật là chuyên gia, thật là chuyên sâu, để mà chúng ta có tỷ suất lợi nhuận tốt. Bởi vì quá đơn giản là toàn bộ những thứ chúng ta làm đó là quảng cáo sản phẩm cho người khác và nhận hoa hồng, và không tham gia vào quá trình giao hàng, chăm sóc khách hàng. Thậm chí đây là quảng cáo tiếng Anh mà chúng ta cũng không cần phải giỏi tiếng Anh, chúng ta phải chỉ cần là nhắm đúng những người mà họ quan tâm tới bệnh tiểu đường là gì. Như vậy thì bây giờ làm nào để chúng ta biết là những cái bay tiểu đường đang quảng cáo? Và chúng ta lưu ý là mọi người không cần phải lo lắng về cái việc biết nội dung quảng cáo như nào, bởi vì chúng ta đã có công cụ là gì, là S Library. Đấy, chúng ta lên này gọi tiểu đường. Đó đang tiếng Việt đó cả nhà. Đó, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều bay chạy về tiểu đường đúng không? Coi thử cái bay này chạy quảng cáo gì nè. Đấy, RS đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái bài quảng cáo về bệnh tiểu đường của nó. Toàn bộ quốc gia đây thì chúng ta sẽ học tập những cái bài nào hay đó, nó nói là về bệnh tiểu đường nè, đây là toàn bộ những bài chạy quảng cáo. Và khi mà chúng ta chạy quảng cáo hãy like, comment, hãy cứ thấy cái bài quảng cáo nào trước mặt mình mà nói về bệnh tiểu đường thì mọi người cứ nhào vô bình luận like để mà Facebook nó nhận ra mình quan tâm tới tiểu đường, thì nó sẽ cho mình tiếp cận những bài quảng cáo về tiểu đường để mà mình có thể học tập được từ những cái bài đó. Ok mọi người, ok không? Ok, chỗ này mọi người viết xuống ok dưới cái phần bình luận để mình biết là cả nhà đang xem bài tới khúc này. Ok, hấp dẫn không? Đấy, ví dụ như mọi người đang muốn quảng cáo về vitiligo thì nói như thế này, mọi người lên gõ Vitigo coi những cái bay nào về Vitigo, ví dụ bay nào 258.000 like Vitigo, coi thì nó có quảng cáo gì không nha. Bấm vô đây phải, ui, nó không quảng cáo, ghê vậy. Đó là cái bay này giờ nó đang tạm dừng quảng cáo rồi, hoặc là nó không quảng cáo trước đây mà lên như thế thì cũng quá kinh. Bây giờ mình coi thử cái bay Vitigo khác. Đây là, tức là Vitigo tức là đau đầu đó cả nhà. Tức là những cái sản phẩm điều trị cái bệnh đau đầu mà ở trên Clickbank này, chúng ta chỉ lên kiếm một cái sản phẩm điều trị bệnh đau đầu và chúng ta bán làm thế nào để tiếp cận đúng những người bị bệnh đau đầu, thì chúng ta thấy những người họ quảng cáo về vitiligo thì nó hiện ra như thế này. Cái gì? No, cái này là nó hiện lên là về một cái bay, nó chắc là tiếng Tây Ban Nha hay tiếng gì, ở tiếng Ả Rập Xê Út gì đó rồi cả nha. Thôi mình kiếm tiếng Anh đây. Bây giờ vitiligo là dizziness đi. Có dizziness, tức là chúng ta kiếm những cái bay mà nó đang điều trị những cái bệnh này. Không chịu quảng cáo rồi, thôi mình làm bệnh khác, ví dụ giảm cân đi. Đây ở ví dụ như đang chắc chắn là có, mọi người tìm kiếm thêm nha. Hường không có thời gian, để tiết kiệm thời gian cho cả nhà thì Hường lấy những cái dễ thôi. Ví dụ đây là những người trên thế giới họ muốn giảm cân, họ quan tâm keto đúng không? Ông nào đang quảng cáo sản phẩm keto? Có ai không? Có ai đang chạy quảng cáo sản phẩm keto, tức là giảm cân bằng phương pháp keto không? Đấy, chúng ta sẽ thấy là những quảng cáo của họ là như thế đấy. Đấy, hãy học tập những cái quảng cáo hay, công khai hết mà, lo gì. Nên là không cần phải giỏi. Thực ra giỏi tiếng Anh thì rất tốt, rất tuyệt vời. Nhưng nếu không giỏi tiếng Anh thì chúng ta sẽ sử dụng Google Dịch hoặc là bắt chước. Bởi vì đây là công cụ hợp pháp của Facebook nha, Hường không có phải đi spy gì đâu. Đây là công cụ gọi là facebook.com/
Library, đây là cái công cụ mà giúp chúng ta xem những cái quảng cáo công khai của những cái bay khác. Ok, video này có hữu ích không? Mọi người viết xuống hữu ích cho Phương Cát. Vậy là video số 0, chúng ta sẽ bắt đầu với cái bộ video hướng dẫn về quảng cáo Facebook game sau. Ok, hẹn gặp lại. Hãy xem các video tiếp theo, đừng bỏ sót video nào nha.